Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Ai đang muốn kết nối với bạn. Vì đây là trong giai đoạn thủy tinh nghịch hành từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10. Người cũ sẽ quay trở lại và các bạn sẽ có gặp một số rắc rối trong các việc làm của mình. Có những sự cãi vã diễn ra không như ý muốn. Và bởi vì có chuyện cũ sẽ quay trở lại, do đó đối tượng xem trải bài là sẽ các bạn sẽ không biết ai sẽ kết nối trở lại với mình trong giai đoạn thủy tinh nghịch hành này. Và trải bài này gồm có những lá bài sau đây. Đầu tiên là lá bài 8 gậy. Kế tiếp nữa là chúng ta có lá bài Hiệp sĩ kiếm, Knight of War. Và lá bài cuối cùng nữa là chúng ta có lá bài Wheel of Fortune, bánh xe luân hồi. Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn theo từng lá bài cụ thể. Đầu tiên là lá bài 8 gậy, đại diện cho cái tình huống hiện tại của các bạn. Thông điệp trọng tâm của lá bài là bạn có thể đạt được những cái điều mà khi bạn biết phát cái tín hiệu lên vũ trụ rằng bạn ham muốn và chỉ tập trung vào cái điều bạn mong muốn đó. Điều này sẽ là có nếu như các bạn thực hiện gửi lên thông tin vũ trụ cái người bạn muốn kết nối nhất, cái người mà bạn muốn gặp nhất, thì nhất định vũ trụ sẽ gửi đến cái người đó trong một cái dịp gần nhất có thể. Bởi vì cái thời điểm sau thủy tinh nghịch hành này sẽ là chuyện cũ quay về và người cũ sẽ quay về. Do đó nếu như các bạn tập trung vào cái mối quan hệ cũ thì nó sẽ hiệu quả hơn nha các bạn. Tuy nhiên nếu như các bạn cảm thấy là mình nản chí và mệt mỏi vì chờ đợi cái kết nối này thì giá bài dấu hiệu nhắc nhở các bạn phải nên kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Có lẽ là các bạn đã hoàn thành cũng như là sẵn sàng chuẩn bị cho tinh thần mình gặp lại người này. Nhưng những cái quyết định hiện tại và tiếp theo sẽ được đưa ra bởi người khác chứ không phải bạn, chính là người mà bạn muốn kết nối. Nếu như ở hiện tại bạn cảm thấy mọi sự không có tiến triển gì hết, bạn đừng cố gắng thúc ép mọi chuyện, như vậy chỉ phản tác dụng lại thôi bạn. Nói một cách ẩn ý, đôi khi những hành động của chúng ta đều thuộc thuộc vào chính chúng ta. Tất cả những gì bạn có thể làm là hết sức nỗ lực về bản thân mình, phát triển mình và chờ đợi. Nếu như bạn đã làm hết những gì cần làm, điều đơn giản nhất là mình phải kiên nhẫn và chờ đợi. Có lẽ là bạn cảm thấy là mình có thể sẵn sàng để tiến triển cho cái mối quan hệ cũ được tiến triển tốt hơn, hoặc trong mối quan hệ mới ở hiện tại. Nhưng thực tế là bạn chưa có sẵn sàng đâu bạn. Đừng thúc ép người khác trước khi họ không có sẵn sàng. Những gì mình làm là cần phải là cân bằng, chứ không phải bằng cách ép buộc. Hãy phân tán bản thân mình ra nếu như cần thiết, và bạn để cho người yêu của mình sẽ tìm đến mình, chứ không phải là bạn tìm đến người ta. Trao cho bạn cái chìa khóa bước vào trái tim của người ấy, để bạn cứ hy vọng mà không phải tốn nhiều công sức trong thời điểm này. Và có dấu hiệu là các bạn sẽ nhận ra một cái thông điệp rất quan trọng, một số thông tin rất cần thiết, một số bạn sẽ tìm được cái mảnh ghép đang thiếu và khám phá được cái sự thật của vấn đề. Sẽ có một cuộc nói chuyện đầy ý nghĩa sẽ diễn ra sắp tới. Và có thể bạn sẽ bị say mê hoặc bị ám ảnh bởi người cái người này, và chuyện tình cảm sẽ bắt đầu nhanh chóng tiến triển rất tốt. Và nó có thể là trong một kỳ nghỉ lãng mạn hoặc gặp gỡ ai đó khi các bạn đi đâu xa cái thành phố nơi bạn đang sinh sống, du lịch hay đến viếng thăm một ai đó. Kế tiếp là một cái lá bài đại diện cho sự khát khao của bạn về cái người mà bạn muốn kết nối. Họ là ai và làm cách nào để bạn có thể gặp được họ, tính cách của họ như thế nào. Và người bạn muốn kết nối là một người rất logic và lý lẽ. Họ có một trí tuệ sắc bén giúp cho họ dễ dàng nắm bắt được cái trọng tâm của bất kỳ vấn đề nào. Là một người thẳng thắn và có quy luật. Chắc chắn các đánh giá của cái người này là sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Tuy nhiên cái người này cũng có nhược điểm là họ không có giỏi về giao tiếp, cư xử không có khéo léo và lúc nào hơi bị ảo tưởng về những cái đặc tính tốt của mình và không có chịu đựng được cái gì đó mà có giả dối hay cái gì đó mà từ kém thông minh từ người yêu của mình. Bởi vì cái người này sẽ mong đợi cái người khác sẽ tuân theo cái quan điểm của họ. Và đối với người này á, tất cả đều không có thích đáng và thiếu logic. Do đó nếu các bạn gặp cái người nào mà luôn luôn giữ cái quan điểm đúng của mình, không có chấp nhận cái quan điểm người khác, thì chính là cái người mà bạn muốn kết nối. Và có thể là bạn sẽ gặp lại họ trong cái thời gian này. Tuy nhiên cái rào cản diễn ra ở đây á, là cái người này á, nếu như họ bị thiếu năng lượng á, thì có thể như là họ rất cần cái sự rõ ràng trong vấn đề tình cảm của bạn. Bởi vì họ để cái lý trí điều khiển con tim của họ rất là nhiều. Và họ bị đánh giá
quá cao cái mức ý kiến của họ mà không có tin tưởng vào ý kiến người khác. Và họ phải nên là suy nghĩ là họ có áp đặt cái vị trí của mình lên người khác hay không. Liệu là cái người yêu của họ, họ có trở quá lạnh nhạt hoặc là xa lánh họ không? Cái điều này là cái lúc mà họ nên thay đổi. Bởi vì một cái vấn đề diễn ra là cần ở hai phía. Nếu như bạn đã tự biết phát triển bản thân mà cái người mà bạn muốn kết nối họ không biết tự phát triển họ, thì cũng rất là khó để đưa cho hai bạn đến với nhau. Người này họ suy nghĩ quá lý trí các bạn, thành ra là họ đúng sai trong vấn đề, và họ thấy cái nào mà không đúng cái họ dễ dàng rút lui lắm, và dễ dàng từ bỏ những cái gì mà họ xem là không có chắc chắn. Và chắc chắn là bạn sẽ có thể gặp người này nha các bạn, bởi vì nó sẽ nhanh chóng hơn bạn mong đợi. Do đó bạn phải giữ liên lạc với cái người mà vốn sẵn sàng mở cửa trái tim để đón bạn vào trong bước tình yêu. Hãy sửa soạn vẻ ngoài cho phù hợp và hẹn hò với người ấy. Bạn sẽ tìm được rất nhiều cái niềm vui. Và nhớ là cũng phải bồi bổ và phát triển thêm bản thân mình về tinh thần, những cái phong thái, lời nói. Cái quan trọng là cái người này rất thích họ được lắng nghe. Khi bạn lắng nghe đủ và hiểu họ, hãy đưa ra những lời nói nhẹ nhàng, bao dung và thấu hiểu hơn. Từ đó bạn sẽ chiếm được trái tim của người này. Các bạn có thấy không, cái hình mà cái hiệp sĩ kiếm này đang hướng về cái quá khứ. Họ đang muốn tìm và muốn kết nối với bạn. Đây là một cái người nằm ở quá khứ và họ đang nhìn về cuộc sống của bạn. Cho đó các bạn sẽ chuẩn bị, sắp sẽ diễn ra một cái sự thay đổi rất lớn. Điều này có thể là một hình thức của cam kết sâu sắc hơn trong mối quan hệ, hoặc lời cầu hôn, hoặc là một lời cầu hôn lãng mạn sẽ diễn ra. Nhưng mà có một số bạn sẽ bị tâm lý là cái đối tác đang muốn rời bỏ cái mối quan hệ, bởi vì cái sự ra đi cũng phải có diễn ra nha các bạn, mặc dù họ có kết nối. Bởi vì đây có sự đấu tranh về tư tưởng rất là nhiều trong họ. Đây một người sống rất lý trí, do đó cái phần này bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi và đợi cái sự quyết định của họ. Bạn không làm được gì hết ngoài cái việc kiên nhẫn và chờ đợi thôi các bạn. Quyết định là nằm ở họ chứ không phải là bạn. Lá bài kế tiếp là sẽ thể hiện là làm cách nào để bạn có thể gặp được người này, và cũng như kết quả của cái việc kết nối này ra sao. Cái lá bài này xuất hiện trong cái thời điểm sao Thủy nghịch hành rất là đúng các bạn. Bởi đây là một cái vòng xoay tròn trở lại. Tín hiệu của vũ trụ đang làm việc rất có lợi cho bạn, để giúp bạn đạt được cái mục tiêu của mình. Và bạn phải chắc chắn là bạn phải tận dụng tối đa cái thời gian này bằng cách tập trung cái ý định vào những gì mà bạn thực sự mong muốn. Vũ trụ có một kế hoạch cho bạn ngay cả khi kế hoạch này không có rõ ràng đối với bạn trong thời điểm này. Do đó các bạn phải gửi cái năng lượng mình lên vũ trụ, những cái người bạn muốn gặp lại trong cái thời điểm này rất là quan trọng. Và nếu như được không được nó cũng không quan trọng các bạn, bởi vì lá bài này nó báo ra rằng cái may mắn và vận mệnh có một dấu hiệu chính sự thay đổi. Nếu như cái năng lượng cái người này hợp với bạn, họ sẽ quay trở lại và làm cho cuộc đời bạn tươi đẹp hơn. Còn năng lượng xấu thì vũ trụ cũng đẩy họ ra xa luôn các bạn, bởi vì đây là cái thay đổi mà thay đổi theo một cái chiều hướng rất là tích cực. Tại vì cái bất cứ điều gì xảy ra thì vũ trụ sẽ dẫn cho bạn đến cái nơi mà bạn phải cần ở bên cạnh cái người mà sẽ bạn phải cùng bạn bước tiếp trong cuộc đời này. Vũ trụ đang hoạt động rất là mạnh để cho các bạn có một cái tình yêu xứng đáng. Nhưng bạn phải làm việc với vũ trụ. Bạn có vận may sẽ đến trong tình yêu. Bây giờ là lúc mình phải đặt cái niềm tin của mình vào cuộc sống. Khi bạn chắc chắn rằng bạn đang sáng suốt và biết chính xác những gì bạn muốn ở đối tác, thì đây là cái cơ hội để bạn đạt được cái điều đó khi lá bài này xuất hiện trong trái bài. Bởi vì nó là cái bánh xe luân hồi. Cái bánh xe này, nếu chúng ta ở rìa cái bánh xe thì chúng ta sẽ bị cuốn vào một thứ một cách chóng mặt. Chỉ khi nào các bạn hướng tới cái tâm điểm của bánh xe thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái hối hả điên cuồng của vòng quay này. Do đó các bạn phải chấp nhận cái sự thay đổi và cũng như xác định được cái tâm điểm, cái người bạn muốn kết nối là ai. Dấu hiệu là kết nối với người yêu cũ rất là lớn các bạn, bởi vì dấu hiệu tái sinh, hồi sinh từ cái đống tro tàn đã diễn ra rất là mạnh mẽ. Và thông điệp của người mà bạn muốn kết nối là họ đã tái lập lại những cái cuộc hội thoại của hai người rất là nhiều lần vì những ca mâu thuẫn và những giao tiếp khi xưa. Và điều thứ hai họ muốn nói là họ ước gì họ có thể là chăm sóc và cũng đối đãi cho bạn tốt hơn lúc trước rất là nhiều. Hy vọng là có thể mối quan hệ này sẽ trở lại và các bạn sẽ hạnh phúc thật sự. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.